Hay kìa. Ok, quay clip lại thôi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu mà bó một Blue Grito. Cái set súng này thì nó có cái hiệu ứng làm chậm tốc độ di chuyển và làm cho người ta choáng trong lúc di chuyển luôn. Nó có hiệu ứng rất là hay. Ơ cái đậu xanh nó lưa. Vai xoài. Ui dồi ôi, may quá, vẫn được một kill. Vâng, thằng TMP nó đứng ngay bên thế này thì làm sao mà ăn được. Snip kìa. Ui dồi ôi, slip này. À, cái đậu vợ móc sau lưng này. Slip này. Slip ơ kìa. Cái đậu xanh nó lửa. Vâng, đứng ở mic vẫn bắt được luôn. Bây giờ còn hack trên HL này. Ai sẽ là người bắt được đây? Khó quá. Ui dồi ôi. Anh em lên HL đi để mình đẩy lên nào. Cái đậu phộng nó nữa. Thế đéo anh em lên chậm vậy. Ui dồi ôi. Ui dồi. Toàn headshot thôi. Hack. Thằng hack này tên là Tủi Lơ. Hay quá. Tủi Lơ ô lơ. Vâng, 88 rồi. Vãi xoài. Mình chưa kịp bắn một viên nào vào người nó thì mình đã lên TV nhìn rồi. Khiếp thật. Đúng là hack rồi. Gắt quá. Vô luôn. Ui dồi ôi, không kịp rồi. Thằng kê tâm chậm quá. Ok. Cố lên nào, chúng ta phải win được hack. Cố lên. Chỉ cần giết được thằng hack thôi, những thằng còn lại đơn giản lắm. Mỗi thằng hack là nó gắt thôi à. Ui dồi ôi, đi rào. Vâng, nó bắt đầu đẩy rào. Hack đẩy rào. Nó lên ai kìa, nó lên ai kìa, nó lên ai kìa. Này thì đẩy rào chúng tôi này. Mình có nên đi móc rào không nào? Bom B. À, cái gì đây? Hết đi rào mà bom lại mang sang B. Cái gì rồi? Headshot luôn. Ok. Hay quá, gỡ bom luôn. Tuyệt vời. Vâng, hack đi rào. Đồng đội nó sang B. Chết đấy. Tuyệt vời. Nó cứ chơi như thế thôi. Tên nó thế mà. Chửi lắm, cái gì vậy trời. Nó tên Tủi LOL mà. Bình tĩnh. Bình tĩnh thôi bạn ơi, đừng có đẩy. Ui dồi ôi, nó lại ra rào. Vâng, đồng đội nó qua B đi ạ. Anh em để trống B nào. Không biết là HL có ai để lên không đây. Úi dồi ôi. Cái đậu phộng, HL có người. Này lên này. Nó lên kìa anh em ơi. Đâu rồi? Ơ, sao mỗi mình ở A đấy. Lầy thì lên này. Lầy thì lên này. Ok, còn mỗi thằng hay thôi. Anh em đâu, móc đi. Ok, tốt. Ui trời ơi, chỉ có TMP mới ăn được thôi. Gắt VL. Cái khẩu súng này thực sự đam nó không đủ để dồn vào người cái thằng hack đâu. Chỉ có TMP kìa, mới ăn được. Ok, chỉ có TMP mới trị được hack. Ui dồi ôi, snip chết hết rồi. Hay. Vâng, bây giờ thì đẩy lên thôi. Thằng hết chết rồi thì tìm bạn như kiểu là rồng mất đầu ấy. Nó vào B rồi này. Không còn tác dụng gì đâu. Cái gì vậy? Ơ. Cái gì vậy? Đơn giản một đốt nhạc thôi. Không nhiều. Khi mà thằng hack chết. 3-1 rồi. Cố lên nào anh em. Win hack nào. Hack tuổi.
Thôi, mình cũng không thích đẩy lắm nhá. Tuy là bảo đẩy như này nhưng mình cũng không thích lắm. Dễ sấp mặt. Hay quá. Được không? Từ từ thôi. Bắn chết hết bây giờ. Ui, hay quá. Hết chết rồi. Ui dồi ôi, liếm sạch luôn. Còn thế này nữa, trời ơi. Ăn gì gắt vậy? Người ta không để cho người ta la liếm tí nào. Ăn hết hả? Quỷ sứ. Ok, anh em lại phát động đẩy lên nữa rồi. Còn cái này là bán hình cho hết chứ phải là... Mình đợi anh em đẩy lên là mình sẽ móc nha. Bỏ khói ra. Ui ôi. Phí thế. Cái thằng này nó bắn hết shot kìa. Đúng rồi, hết. Thằng này hết rồi. Trời ơi. Phí quá anh em ạ. Nguyên một băng nó đứng nó nhìn vào của cái rào. Ôi tôi xong rồi, thiên nhiên này sẽ bị đẩy chết thôi. Ui dồi ôi. Tốt. Tốt. Sấp mặt rồi, không được, quá khó. Thiên nhiên bị ép khá là căng. Hết chưa tới nơi thì cái bọn kia nó đã hiếp SML rồi. Bình tĩnh nào. Anh em nó cứ thích đẩy nhở. Ui ôi, toàn hết shot thế này, đẩy thế đéo là được, vô lý, không đẩy được. Rồi, sấp mặt rồi, team mình quá hứng chó và đã phải trả giá bởi những cái pha hứng chó của team mình. Tầm này, trận sau phải thủ trong nhà thôi, thủ là win. Còn hai thằng nữa. Khó rồi, chỉ cần hack nó lên một cái thôi là sắp mặt. Tại vì chỉ còn 3 HP. Dã man. Nó bắn toàn hết shot đấy kia thì không thể đỡ được. Rồi, nó đánh... À bom được. Ui dồi. Yếu quá. Nói chung là khó. Không ăn bom thì cũng bị nó bắn chết thôi. Được không? Ok. Cố lên nào. Quấy. Ở nhà thôi. Không nên lên nhà tìm bạn. Quẩy làm gì. Bình tĩnh thôi. Ui dồi ôi. Biết ngay mà. Cái kiểu mà ra đứng ngóng hàng người kia thì nó dã táo vào đầu ngay. Ui rồi, lại quả bom. Thằng nào chơi quả bom mất nết thế. Rồi ở dưới không thấy. Hay quá. Hay chết rồi. Hay chết rồi. Đấy thôi, sợ đéo ấy. Ui dồi ôi, thằng ấy chết rồi. Ok. Trong bom sai 3 thằng. Vãi xoài. Tôi tưởng ném bom nổ cơ. Đấy đi, đấy đi, đấy mic đi, mình sẽ đi trên. Này thì ngồi này. Đùa. Hết chết rồi các bạn tuổi. Ok, gỡ bom. Win hết rồi. Ok, bye bye tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Này thì hack với chúng tôi này. Ok.